Bí ẩn phía sau khi Tòa Thánh chọn Đức Tổng Giuse Vũ Văn Thiên, kinh lý điều tra tại Giáo Phận Vinh. Ngày 20 tháng 7 năm 2020, Đức Hồng Y Antonio Tacco, Tổng trưởng Bộ truyền giảng tin mừng cho các dân tộc ra sắc lệnh số 251720 với nội dung: Bộ đã nhận thông tin lo lắng về tình trạng Giáo Phận Vinh, theo đó một số linh mục công khai kết tội Đức Giám Mục của họ, thậm chí công khai bất tuân phục Ngài. Trong đó cũng có một nhóm linh mục phát tán thư nặc danh có nội dung là những tin đồn vô căn cứ về mối quan hệ giữa giám mục và nhà cầm quyền, giữa linh mục đoàn và sự trung thành. Thái độ bất hòa và thiếu kính phục có thể đưa đến mối nguy hiểm cho việc tông đồ tại giáo hội địa phương. Quyết định công bố kinh lý tông tòa điều tra tại Giáo Phận Vinh, chọn Đức Tổng Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng Giám Mục Hà Nội là đấng kinh lý tông tòa. Trong chuyến kinh lý tông tòa điều tra ngày 24-25 tháng 8 năm 2020, Đức Tổng Giuse Vũ Văn Thiên cho biết, Tòa Thánh có đơn thư của một số linh mục tố cáo Đức Cha An Phong ảnh hưởng đến hình ảnh của Giáo Phận Vinh là mối lo ngại đối với Tòa Thánh. Tòa Thánh muốn làm rõ một trong những điều tố cáo Giám Mục An Phong có mối liên hệ với thế quyền, một mối liên hệ đáng ngờ không tốt, đi ngược lại với truyền thống làm tổn hại đến lợi ích của giáo phận, đi đêm với chính quyền để phá nát giáo phận, thay đổi lịch sử giáo phận, bị chính quyền dân sự điều khiển trong những công việc nội bộ. Đây là vấn đề rất hệ trọng. Sự trùng hợp đáng ngạc nhiên sau khi Tòa Giám Mục Giáo Phận Vinh cưỡng ép bắt Linh Mục An Tôn Đặng Hữu Nam nghỉ mục vụ, đưa về Tòa Giám Mục giam lỏng thì chỉ 2 tháng sau, Tòa Thánh có cuộc kinh lý điều tra. Đây là một sự trùng hợp mang một dấu hỏi lớn. Chẳng lẽ sự kết hợp giữa các linh mục đỏ tại Giáo Phận Vinh và một số người ở Tòa Thánh bằng mọi giá, bằng mọi hành vi và thủ đoạn, kể cả mưu hèn kế bẩn để ép Linh Mục An Tôn nghỉ mục vụ và tước bỏ mọi chức vụ linh mục đối với Linh Mục An Tôn? Vậy là người giáo dân chân chính, chúng ta phải hành động cho dù phải chịu thiệt hại về bản thân. Chúng ta cũng phải lên tiếng để giáo hội được tinh tuyền, để giáo hội không bị lệ thuộc vào những linh mục đỏ và kẻ có quyền được. Dù hiện nay, tại Giáo Phận Vinh đang bịt miệng các linh mục có tinh thần dấn thân, đứng về phía những người thấp cổ bé miệng, và bịt miệng những giáo dân dám nói lên tiếng nói của mình để góp ý làm trong sạch giáo hội. Tòa Thánh điều tra được gì từ cáo buộc nhóm linh mục phản nghịch nổi loạn bất tuân tại Giáo Phận Vinh? Ngày 25 tháng 8 năm 2020, đại diện Tòa Thánh Đức Tổng Giám Mục Giuse Vũ Văn Thiên khi làm việc với Cha An Tôn Đặng Hữu Nam và cho cha biết Tòa Thánh hướng dẫn Đức Tổng Giuse Vũ Văn Thiên kinh lý điều tra về một nhóm linh mục bị cáo buộc phản nghịch nổi loạn vô luân bất tuân chống lại Đức Cha Nguyễn Hữu Long, mà trong đơn tố cáo lại cáo buộc người đứng đầu là Cha An Tôn Đặng Hữu Nam. Chúng ta cũng đã biết, chắc từ lúc Giáo Phận Vinh được hình thành và phát triển, chưa có bất kỳ cuộc kinh lý điều tra nào ghê gớm đến như vậy, đến từ Tòa Thánh. Tại sao Giáo Phận Vinh lại xảy ra trường hợp tố cáo nạc danh như thế lại đến từ thời Đức Cha Nguyễn Hữu Long đương nhiệm? Phải chăng đây là vấn đề? Bởi vì trước đó, sau khi Đức Cha Nguyễn Hữu Long nhận quản trị làm đấng bản quyền Giáo Phận Vinh chỉ một năm sau, Giáo Phận Vinh bắt đầu xáo trộn từ việc thuyên chuyển các linh mục có tinh thần dấn thân cho công lý và sự thật cho những người thấp cổ bé miệng, đến việc ra lệnh giải tán Ủy ban Công lý và Hòa bình Giáo Phận Vinh, rồi triệu hồi một loạt các linh mục đang đấu tranh liên quan đến đất đai, thuế khóa, sản lượng, làm thu học đường, về Tòa Giám Mục để ngồi tù treo, với lệnh không được tự ý đi đâu, muốn đi thì phải xin phép Đức Cha, cho mới được đi, không cho thì không được đi, y hệt như ân huệ xin cho của Cộng sản. Rồi đến việc ra lệnh bắt dân tháo gỡ băng rôn, tố cáo việc làm sai trái của nhà cầm quyền địa phương, bắt dân và cha xứ phải tháo gỡ thánh giá trên đồi xuống, bắt dân phải im lặng giơ tay dâng cúng con đường dân sinh cho nhà cầm quyền để bán cho công ty. Khi dân phản đối bị đánh đập bắt bớ thì người dân đã chạy về Tòa Giám Mục để kêu cứu,
thì lại xua công an ra để đe dọa bắt giữ nếu còn bé mảng vào tòa giám mục để cầu cảnh. Và còn rất nhiều uẩn khúc nữa chúng tôi sẽ nói ra sau. Quay lại việc kinh lý tông tòa, khi Đức Tổng Du Xe Vũ Văn Thiên về kinh lý điều tra, cha Nam đã đệ trình lên Đức Tổng và hai đức cha nguyện vọng, đó là trong khi đại diện tòa thánh làm việc với cha Nam muốn xin được có sự hiện diện và làm việc cùng với hai đức cha giáo phận Vinh và khẳng định nội dung làm việc chẳng có gì phải đưa vào tòa trong. Đức Tổng Du Xe thấy có lý nên đã chấp thuận, nhưng hai đức cha giáo phận Vinh lại từ chối. Sau đó, trước mặt Đức Tổng Du Xe, cha Nam cũng đệ trình nguyện vọng xin được gặp đức cha An Phong, chủ chăn giáo phận Vinh, cho cha Nam được gặp và làm việc với đức cha khoảng một buổi. Bởi vì từ ngày được nghỉ mục vụ về tòa giám mục, cha Nam mãi chưa được gặp làm việc với đức cha về những vấn đề của cha Nam, cũng như sau khi chịu sự điều tra của tòa thánh, đức cha Long đã chấp thuận và hẹn khi nào rảnh sẽ gặp. Thế nhưng từ phòng đức cha Nguyễn Hữu Long đến phòng tù của cha Nam, nó cách xa nhau hơn cả một vòng trái đất. Đến lúc được gặp cũng là lúc đức cha Long lấy quyền bề trên để ra lệnh huyền chức linh mục đối với cha Anton Đặng Hữu Nam. Thật là lạ, sau khi tòa thánh điều tra cha Nam không có kết quả, thậm chí sau đó đức cha Long lại triệu tập một cuộc gặp để cáo buộc nhóm linh mục nổi loạn, vô luân, bất tuân, chống lại đức cha mà cũng không có kết quả như đức cha và nhóm linh mục đỏ mong muốn. Điểm mấu chốt ở đây là trong cuộc triệu tập này, cha Nam là người bị cáo buộc là người đứng đầu nhóm linh mục nổi loạn, vô luân, bất tuân, lại không được triệu tập trong buổi gặp. Nên đã dấy lên một câu hỏi lớn, tại sao người bị cáo buộc đứng đầu lại không có trong danh sách triệu tập của đức cha Long? Đây là một câu hỏi cần phải có lời giải đáp của giáo phận Vinh. Không thể nào mà cáo buộc đổ lỗi cho người này, người kia khi không tìm được bất cứ chứng cứ nào là im lặng cho vụ việc chìm xuồng được. Được biết, sau khi tòa thánh điều tra, cha Nam không có kết quả, cha Nam cũng nêu lên nguyện vọng xin tòa thánh trả lời kết quả để trả lại danh dự cho mình. Bởi vì một linh mục khi bị tố cáo điều tra như vậy, giáo dân họ sẽ nghĩ gì? Đại diện tòa thánh báo lại với cha Nam là kết quả điều tra sẽ do đấng bản quyền địa phương tiếp nhận. Thế nhưng, 2 năm đã trôi qua, kết quả ở đâu? Câu hỏi đặt ra cho mọi người chúng ta là tòa thánh đã trả lại kết quả điều tra chưa? Nếu chưa, sau khi điều tra tòa thánh lại vào cuộc nhanh như chớp đến như vậy, còn khi trả lại kết luận điều tra lại chậm chạp đến mức như vậy? Còn nếu trả rồi thì kết luận điều tra nằm ở đâu? Ai là người cầm nhận kết luận điều tra? Sao không công khai minh bạch cho mọi người được biết, để mọi người còn phải đánh giá cha Tôn Đặng Hữu Nam là con người như thế nào chứ? Nếu những người hiểu chuyện thì không nói làm gì, chứ giáo dân được mấy ai hiểu, biết và hiểu hết mọi chuyện ở giáo phận Vinh. Nếu họ đánh giá sai cha Tôn Đặng Hữu Nam, vậy thì họ lại có tội trước mặt Thiên Chúa thì oan cho họ lắm. Và nữa, 2 năm rồi không thấy được kết quả điều tra, những người theo sát sự kiện giáo phận Vinh họ thêm lòng nghi hoặc cho đức cha hay linh mục Nguyễn Nam Việt trưởng ấn tòa giáo mục, hay nhóm linh mục đỏ tại giáo phận Vinh thu giữ yểm thù kết quả điều tra. Nếu không phải thì họ lại mắc tội đồng nghĩa với việc nghĩ không tốt về đức cha linh mục Nguyễn Nam Việt, nhóm linh mục đỏ thì oan cho các vị ấy quá. Là con cái của giáo phận Vinh cũng như con cái của giáo hội, ai cũng muốn sự thật được sáng tỏ để tinh thần Vinh được đánh thức, để lòng sùng mộ đạo lẫn kính trọng tôn trọng các linh mục, tin theo các linh mục là trung tín. Cho nên dù 2 năm cuộc kinh lý tông tòa có kết quả rồi hay chưa có kết quả, chúng con cũng mong muốn tòa giáo mục Vinh công khai để mọi người đỡ mắc tội. Hiện nay nhiều câu hỏi được đặt ra là đức cha Nguyễn Hữu Long có vấn đề gì? Đức cha Nguyễn Hữu Long có làm việc cho cộng đỏ hay không? Hay đức cha Nguyễn Hữu Long bị linh mục trưởng ấn nắm thóp, phải làm theo sự chỉ đạo của linh mục trưởng ấn Nguyễn Nam Việt? Trong những ngày qua,
Trên mạng xã hội cũng xôn xao việc các đơn thư khiếu nại của người dân đều bị bỏ vào sọt rác tại tòa giám mục. Trên mạng cũng đang đồn thổi đức cha Nguyễn Hữu Long có một người anh là linh mục cũng có tham gia vào ủy ban đoàn kết công giáo. Nếu tin đồn này là thật thì việc cha Nam bị huyền chức có liên quan đến ủy ban đoàn kết công giáo không? Vì trước đó đức cha Long đã bắt tay với linh mục chủ tịch ủy ban đoàn kết công giáo tỉnh Nghệ An, trong khi rước dầu là sai phụng vụ. Chẳng lẽ phụng vụ thánh, việc kết giao với tà quyền là lĩnh vực thuộc dạng cực mật nên không thể tiết lộ được, cho nên ai để lộ thì sẽ bị huyền chức linh mục hay sao? Hôm nay mừng ngày lễ sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, chúng tôi xin chúc mừng những ai nhận ngài làm quan thầy bổn mạng được nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống. Chúng tôi cũng xin được chúc mừng linh mục Gioan Bautista Nguyễn Đình Thục, một vị ngôn sứ trong thời đại mới luôn đứng về phía những người bị áp bức bất công, bảo vệ và che chở cho họ trong những lúc gian nan. Linh mục Gioan Bautista cũng chịu nhiều áp lực và bách hại khi dám sống và làm chứng cho sự thật, cùng với linh mục Anton Đặng Hữu Nam là hai ngôn sứ trong thời đại mới, thời đại đầy nhiễu thương và thử thách, thời đại của những bất công tràn lan, thời đại của những thách đố mà các ngài sẽ phải bị người đời và các linh mục đỏ lên án để ám hại các ngài. Mời mọi người lắng xem bài giảng cụ của linh mục Anton Đặng Hữu Nam về Thánh Gioan Tẩy Giả. Cái đầu của Gioan Tẩy Giả và cái đầu của chúng ta. Cái đầu của Gioan Tẩy Giả được xem là cái đầu ngang bướng, thẳng tuột, sẵn sàng nói sự thật bất chấp cường quyền và ý kiến thế gian. Nhưng đánh động lương tâm nhân loại, ông đã không sợ mà lớn tiếng lên án Herode cướp vợ của anh mình. Herode buồn nhưng vẫn thích nghe ông. Cái đầu của Gioan Tẩy Giả như thế nên bóng tối và kẻ độc ác, dối trá, dâm dục, vô đạo đức luôn sợ và thù ghét ông. Cái đầu của Gioan Tẩy Giả có giá trị bằng một nửa quốc gia Israel, thậm chí còn hơn. Cái đầu ấy tương đương với danh dự của nhà vua khi ông ta dám hứa trao cho một đứa con gái nhỏ một nửa quyền lực của mình chỉ vì đam mê sắc dục. Để hạ được cái đầu ấy cần phải tới gấp đôi liều lượng sắc tình của cả mẹ lẫn con. Để một đứa con gái vị thành niên nhảy múa phục vụ trước mắt háu đói của đám đàn ông ở trong triều đình, tông địa của người đàn bà Herodias cực kỳ xảo quyệt và bất chấp tất cả để đạt được mục đích của mình. Đừng tưởng vẻ bề ngoài hiền thục, yểu điệu, thánh thiện và khiêm nhường, cái đầu của Gioan Tẩy Giả, cái đầu của Herode cũng chính là cái đầu của chúng ta. Nói sự thật hay không nói sự thật là tùy ở chúng ta. Tôn trọng, không tôn trọng đạo lý cũng là ở đầu óc của chúng ta. Phán đoán sự thật hay dối trá cũng là ở chúng ta. Nguyên tắc căn bản của đạo đức sẽ quyết định hạ tầng cấu trúc xã hội. Người lãnh đạo không trung tín trong chuyện nhỏ sống vô đạo đức, dối trá. Khi đứng trước sự thật thì chắc chắn cái đầu của ông ta sẽ không hề quan tâm đến nguy cơ đổ vỡ và những nền tảng căn bản của toàn xã hội và quốc gia, thậm chí là quốc tế. Con người đó sẽ bất chấp tất cả để phá hủy sự sống, kích hoạt cái ác, nhân danh chính Thiên Chúa đẩy cả hành tinh vào bờ vực tuyệt chủng. Những kẻ ăn bám, A-dua, phe nhóm, bị mụ mẫm vì ý thức hệ chính trị, bưng bô, ủng hộ, bợ đít, ăn theo lãnh đạo bất trung, bất tín, thì thực ra họ cũng chẳng có cái đầu vì không có đủ trí khôn ngoan phân định. Không có khả năng nhận ra tầm quan trọng của nền tảng đạo lý trong xây dựng xã hội và chỉ là miếng mồi cho cái ác mà thôi. Bị chặt hay không bị chặt đầu vì cái tốt đẹp hay vì cái xấu thì cũng tùy ở cái đầu của chúng ta. Nếu giống như Gioan Tẩy Giả, nói như Gioan Tẩy Giả, bất chấp như Gioan Tẩy Giả, chắc chắn sẽ bị chặt đầu hoặc bị người khác đòi chặt đầu. Nhưng thật ra, cái đầu ấy đâu có bị mất và đâu có bị giết chết.
Chính Herode sau này khi nghe danh của thầy Giêsu thì bàng hoàng thốt lên: ông Gioan ta đã cho chém đầu, chính ông ấy đã trỗi dậy. Marco chương 6 câu 16. Cái đầu của Gioan Tẩy Giả vẫn còn sống mãi là cái đầu của thiên hạ, vì ông đã nghe theo lẽ phải và dám cất tiếng cho công lý, sự thật và tình yêu như lời hiệu triệu của Đức Chúa, cái đầu của ngôn sứ. Còn đầu hay không còn đầu, có chân lý, sự thật, có lời Chúa thì vẫn khiến vua Chúa, lãnh tụ và tư tế phải run sợ. Linh mục Anton Đặng Hữu Nam. 7 điều thú vị về Thánh Gioan Tiền Hô. Tác giả: Linh mục Giuse Phạm Văn Quang. Nếu triết học là cuốn sách dạy biết sống và biết chết, thì Thánh Gioan Tẩy Giả mà chúng ta cùng với giáo hội bừng kính hôm nay chính là một cuốn sách như thế. Sự hạ sinh, sứ mạng, tiền hô của Đấng Cứu Thế, cái chết trở nên cuốn sách hết sức sống động và đầy thú vị. Thú vị thứ nhất, đặc biệt là thú vị trước tiên mà chúng ta có thể nhận ra, vị thánh được mừng sinh nhật lại tử đạo khi tham dự bữa tiệc sinh nhật của vua Herode. Thú vị thứ hai, Gioan, cái tên mà ông Zacharia có ý đặt cho trước ngày làm phép cắt bì, lại bị trùng với tên mà sứ thần linh hứng cho bà Elizabeth. Ai nấy đều bỡ ngỡ khi ông Zaca viết lên một tấm bảng tên cháu là Gioan. Ngay lúc ấy miệng lưỡi ông mở ra, ông nói được và chúc tụng Thiên Chúa. Luca chương 1 câu 63 đến câu 64. Thú vị thứ ba, để trở nên cao cả, vĩ đại, thánh nhân đã sống khắc khổ, nghiêm ngặt, không uống rượu và thức có men, chỉ mặc áo lông lạc đà, ăn châu chấu và uống mật ong rừng. Đang khi ấy, nếu thời thượng như chúng ta hôm nay, có ai lại ăn, uống, mặc như một Gioan thì lại là đẳng cấp vượt trội, nhưng thực tế không có nhiều. Nhà có điều kiện như vậy, mấy ai có áo lông lạc đà mà mặc, mấy ai thắt lưng bằng dây da xịn, mấy ai có mật ong rừng nguyên chất để hưởng dùng. Thú vị thứ tư, đang khi Gioan tự nhận mình là tiếng hô trong hoang địa, thì tiếng hô ấy lại vang vào tới hoàng cung, khi dám cả gan lên tiếng thật mạnh trước bạo quyền. Đây chính là nguyên nhân Gioan bị bắt và giam trong ngục khi lên tiếng: ngài không được phép lấy vợ của anh ngài. Marco chương 6 câu 18. Quả là thuốc đắng giã tật sự thật mất lòng, hay đúng hơn, thuốc đắng giã tật sự thật mất đầu. Ông là ngọn đèn cháy sáng của một lương tâm không hề run sợ trước bạo quyền. Thú vị thứ năm, căm thù muốn giết nhưng không ai dám, vì dù là bạo chúa ác độc khét tiếng như Herode lại rất nể sợ Gioan, muốn che chở Gioan. Thú vị hơn, tin mừng thuật lại Herode còn rất thích nghe ông giảng, nể trọng vì sự công chính thánh thiện của ông. Marco chương 6 câu 20. Con người vĩ đại với ba chữ T: tâm, tầm, tài. Thú vị thứ sáu, nhưng tại sao Herode muốn che chở mà Gioan vẫn bị chặt đầu? Thưa, vì danh dự, vì sĩ diện, vì hứa hão, vì bị mua chuộc bởi chiêu bài mỹ nhân và điệu múa ngất ngây mà Herode đã hứa đến cả nửa trẫm cũng cho. Marco chương 6 câu 23. Thú vị thứ bảy, nửa nước ở đây cũng không đắt giá bằng cái đầu của Gioan. Thế là cơ hội đã đến, một cuộc bày binh bố trận đã thành công, cái đầu của Gioan được đặt trên mâm, và hai mẹ con Herodia hả hê đắc thắng. Marco chương 6 câu 24-25. Tóm lại, mỗi chúng ta đôi khi cũng là một Herode tàn bạo, sĩ diện chìm đắm trong lạc thú và đánh mất chính mình, không dám rút lại vì hành vi thiếu suy xét, kích nhau uống cho hồn phiêu phách lạc, khích nhau cho phí phách lạc hồn siêu. Dâng thánh lễ mừng kính Thánh Gioan Tiền Hô hôm nay, nguyện xin Chúa cho ngọn đèn Gioan tiếp tục chiếu sáng trong thời đại chúng ta, để ai nấy tiếp tục giới thiệu cho con người thời đại biết sống và biết chết như thế nào cho ý nghĩa. Amen. Tác giả: Linh mục Phạm Văn Quang.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ chúng tôi bằng cách like và chia sẻ video này. Rất mong nhận được ý kiến bình luận của mọi người. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của chúng tôi.